What? Vũ Văn Hoành. Oh my god. Vũ Văn Hoành. Tại sao hả anh Tuấn Anh? Tại sao lại là Vũ Văn Hoành? Why? Tại sao tôi lại tên là Vũ Văn Hoành? Oh my god. What's up everybody? Vậy là clip chính thức về chuyến tour 3 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long đã chính thức online. Và bây giờ tôi sẽ show cho mọi người thấy quá trình hoàn thành những clip này trong 2 ngày cuối. Đi hàng, gửi cách tạo bong ke cách... Nào, bắt đầu nhá. 1, 2, 3, let's go. Vlog này, vlog này. Khi tàu đang chạy đã dùng chưa được quá xa vậy. Mạnh nào, quẹo kiểu, mạnh nào, quẹo ạ. Wow, trời quá đẹp luôn. Tôi vừa bay live cam xong. Buổi sáng ra chưa ăn gì. Anh Kai thì pha cà phê rất là ngon. Và bay live cam thì tay đập chân run. Đến giờ vẫn hơi run. Chắc chắn không phải vì cà phê. Ôi, mùi cà phê thật là thơm. Đây con thơm quá mà chưa ăn gì, sợ say. Đó là cháu buồn lên. Ăn được chưa? Đen 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 Malibu Malibu. Yeah. Yoi. Plastic. Rose, you step back a little bit. Right, right. Và sau đây sẽ là chuyến BBQ trên bãi biển. Kiểu hình vẫn trả nhưng mà không đúng ý thì có yêu cầu. Không đúng ý là yêu cầu, không trả gì là. Đúng. Đấy, còn lương mới còn bị thẳng đi. Mất thời gian. Mất đâu, mất thời gian tốn tiền của công ty. Đây là để máy ở trên bờ xong rồi tắm biển luôn. Mày tắm thì là phải trả tiền tàu ngủ mấy ngày đấy, đừng đùa. Vãi. Trả tiền tàu mấy ngày thôi. Nói chứ kiểu từ giờ đi quay không bao giờ đi tắm. Chào bác. Cháu quay cái chèo thuyền kayak từ kia vào đây. Thì đứng ở đây cắm phát để chờ họ đi vào. Ok, thì tôi sẽ lắp máy ở đây và cất cánh. Cánh ở đây, tôi nghĩ bên này tổ sắt. Góc kia là cái góc mà cá có sẽ cua vào. Vâng. Thế là mình cam của mình xuống đấy, đúng không? Vâng. Nó nhô đầu ra phát chơi luôn.
Ui, anh tưởng cái cây nó bé, cây to. Đây chị Vân, các bạn sẽ được xem cái toàn ten của tôi vừa mới thu làm ở trên bờ. Toàn ten này có thể làm toàn ten, có thể làm vòng cổ, quý tàu không? Đấy. Nhưng mà chị Vân còn định làm vương vương miện cơ. Này làm bầm. Chị Vân sẽ đeo cái này lên làm bầm. Ôi, đúng lúc hôm mấy ngày nay đang thiếu bộ. Rồi. Nhìn rồi như Wonder Woman ở giữa bè, ở giữa vịnh cống đầm luôn. Con này chết tức tử. Tức tử. Trời ơi, nhìn thấy rồi, to kinh khủng. Có sẵn chân câu rồi kìa. Wow. Có sẵn rồi. Hòn đảo của chúng tôi chuẩn bị BOP. Oh. Chụp cho anh cái. Chụp cho anh cái để trả anh. Ok. Ừ. Đó lắm mà anh không. Đẹp quá. Hey. Ngon rồi. Đó. Chương trình tắm tiên xin được phép chuẩn bị bắt đầu. Ném một quăng đi anh. Kém nhở? Đưa đi. Bây giờ tôi sẽ đặt time lapse quá trình set up bữa baby quỷ này. À, đầu tiên là ô. Anh đã sẵn sàng đi bơi rồi à? Chào hả anh? Wow. Ôi, nó xong chưa? Hơi cứng đấy. Ok. Bây giờ mẫu đến, tôi vừa hoàn thành xong mấy pha bay ở quanh đây. Và các diễn viên của chúng ta sẽ làm như quỷ. Đây không sản xuất gì rời chỗ bơi nào. Anh Hoành, anh Hoành bơi là sexy nào. Các bạn thấy đấy, anh Hoành và anh Kiệt làm cá mập cho em nhá. Đâu cá mập đây. Giống bơi ấy, giống bơi ấy. Cảm ơn nào. Ok. Muốn nước. Cảm ơn béo quá, cảm ơn béo quá. Ok, gì nào. Còn đây là những chiếc phim romantic. Đấy, chị thích gì anh chưa? Ốc ta vừa đặt vào đấy đây. Chị đừng nói được vào vlog được không? Chết rồi. Oh, I'm sorry. Okay. Đi ta biết mà. This seems like more. Oh, okay. Better? Action! What? What? Hey,
Okay, we do one more time. Action. Ok, tôi đang ở trên đỉnh núi. Ở đây gió lồng lộng á, các bạn có thể nghe tiếng gió không ạ? Ô, thật sự mệt quá. Wow. S2, no, it's sand, all sandy. Ready? Yeah. 1 2 3 Okay, hang on. No need, no need, no need. Okay, run. Fast. 1 2 3 go. Okay. Good. Thank you. Ready? Yeah. 1 2 3 action. Đấy, shot cuối cùng của trưa ngày hôm nay. Hiện tại đây là 12:15. Sau đây tôi sẽ đi bơi. Wow. Được chưa?
ông có bắt được cái gì không ấy. Good, kiệt, good, good job. Row feeling. Row's good job. Yeah. Mày phải lấy từ cái cảnh đẹp. Mày làm trong bàn đấy, trong bàn đấy đi. Bàn này. Đây, 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 đây. Em đưa này, em đưa. Không, tức là cái tóc đã đây ở trước mặt đấy. Em chụp với bàn kia, còn anh chụp với bàn này. Nhưng bàn kia nó không tới, bàn này yếu. Bây giờ bỏ lên bay 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 cạnh mình nhá. Vâng. Tốt nhá. Tốt về.